Dạ vâng, cửa hàng Nô Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì cửa hàng chúng em này tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa này, hệ Estin MS361 các bác nhé. Con này khai thác cực kỳ khỏe rồi. Công suất của nó 59cc lận các bác ạ. Đó, 59cc các bác nhé. Hàng này là dòng bãi, khâu sản xuất năm 2011. Đó. À, tổng thể công suất của máy đây, đầu máy không là 5,6 kg các bác nhé, 5,6 kg các bác nhìn vào. Đó, cực kỳ khỏe, to, cho các bác về khai thác thì sử dụng con này là quá là ok luôn các bác nhé. Đó, máy móc nguyên zin từ A tới Z, hàng tuyển chất lượng luôn các bác nhé, máy móc tình trạng đẹp, cho các bác nhìn qua phần phần tháo gió cho các bác xem qua nhé. Tháo gió đẹp nguyên zin luôn các bác nhá. Tất cả máy móc nguyên zin từ A tới Z, nhún nhiếc còn đẹp nguyên, chưa có tình trạng đứt gãy gì cả. Đó, tình trạng máy móc thì nguyên zin, đảm bảo cho các bác chính hãng 100%, hàng chuẩn các Estin. Các bác nào mà về sử có nhu cầu sử dụng thì khai thác thì lựa chọn một con này là quá là hợp lý rồi các bác nhá. Đó, con này thì đời cao, có xả áp luôn, có xả áp này. Cái xả áp này nó giống như kiểu là một cái trục giật trợ lực thôi. Đó, các bác bấm vào đây giật thì nó sẽ nhẹ hơn này. Để lên thì giật thì cũng được nhưng mà nó sẽ nặng. Đó, xài hai ốc lam các bác nhá. Máy móc nguyên zin, nòng niếc này, sáng đẹp. Đó, bồ viết đẹp nguyên các bác nhá. Đó, làm là tinh. Làm con này là làm theo máy của nó ngắn rồi các bác ạ. Làm này như 40-45 phân gì đó. Mặt cắt được 40 thôi. Đây là làm theo máy nhá. Còn các bác nào có một nhu cầu muốn lên làm dài hơn thì phụ cho em thêm xíu tiền nữa thì em sẽ lên làm dài hơn cho các bác. Còn tổng thể cái máy này sẽ như thế này đây các bác. Đó, các bác sử dụng khai thác cái con này là quá là ok rồi. Nắp cài nguyên các bác nhá. Nắp cài thắng xích thắng giết đầy đủ nguyên này. Nói chung là con này thì nguyên zin, em nhập về nguyên zin luôn. Có thế nào thì em bán như thế, làm xích là cũng zin của nó luôn các bác nhá. Đó. Đây, làm chuẩn dập Estin luôn nhá. Làm Latin, đầu Latin còn to bản nguyên này. Đây là theo máy, làm xích theo máy của nó đấy. Ờ, tất cả mọi hình thức máy móc không thể chê gì điểm gì nữa rồi. Đẹp. Đó, các bác nào sử dụng khai thác thì quá là ok. Nhiều các bác hay hỏi em về dòng cưa khai thác. Đường này em về một cây này cho các bác xem qua này. Đó, Estin MS361. À, test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy nhá. Cực kỳ. Đó, tiếng máy thì cực kỳ khỏe nguyên các bác nhá, khỏe lực luôn. Đó, các bác nào sử dụng khai thác thì lựa chọn con này là quá là hợp lý rồi. Quá đẹp đúng không các bác? Nguyên zin từ A tới Z cho các bác luôn. Rồi, các bác nào ưng ý con này thì có thể liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Rồi, em cũng xài Zalo số đó luôn. Rồi, em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.